Hi, xin chào các ông quay trở lại với channel của tôi là Godshot The Friendship. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Hungry Shark World. Và theo như cái tập hôm trước thì hôm nay tôi hứa hôm nay tôi sẽ làm cái con Robo Shark. Không biết vì sao mà tôi kéo dài thời gian làm clip phải không? Bởi vì tôi phải đi kiếm hết đủ kim cương và vàng để mua cái bộ skin phi công cho con này. Tôi sẽ nghĩ là tôi sử dụng con này tôi sẽ chơi cái map nào đây. Tàu khựa. Tàu khựa nó có sứa. Thì tôi sẽ sử dụng đó là ăn sứa. Yes. Tôi sẽ sử dụng khả năng ăn sứa của tôi. Có thể ăn được mọi loại sứa. Ok. Chờ bạn bút cái khả năng ăn sứa rồi thì cả sứa khổng lồ nó cũng ăn được. Đâu rồi, sứa khổng lồ đâu con trai? À đâu. Con này khốn nạn mấy. Sứa khổng lồ. Ok. Đấy. Tôi rất là thích cái kỹ năng ăn sứa này. Mặc dù một cái như vậy là 10 kim cương. Vật. Đắp vải. Một cái hồng. Hồng. À. Hồng. Hồng. Ây. 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 Con rớt rồi không ra không sao. Ok. Cái này sứa đỏ cũng ăn được luôn. Cái kỹ năng này giúp tôi ăn được mọi loại sứa. Yes, Sabat. À. Wow. Easy. Oh. Sứa này. Đấy. Có thể giúp tôi ăn Omegalodon này. Yeah. Tất cả sứa. Con này có khả năng là ăn được bom hạng G và có khả năng bay trên không trung và lượn xuống. Con này con duy nhất có khả năng lượn. À không, nó là con thứ hai bởi vì con nó vẫn còn cái con khủng long cổ dài vậy. Nó dead. Dead. Atomic này. Yes. Oh shit, tại sao là con rush trong đây? Tôi không muốn bất kỳ một cái con rush nào ở trong cái tầng hầm này bởi vì nó ít cá phải nồi. Oh shit. Lấy sắp mega con rush rồi. Nó ok, ok con dai. Oh shit. Tôi đã sở hữu full cá mập ở trong cả hai tựa game Hungry Shark Evolution và Hungry Shark World. Thì hôm trước cái con cái game Hungry Shark Evolution nó mới ra một cái con cá mập mới. Nhưng mà con cá mập ấy nó vẫn bị có thể ăn được bởi con Godzilla. Cho nên tôi không thấy con đấy nó mạnh. Con ấy nó khá là yếu, nó chỉ có khả năng hút con mồi vào mồm thôi chứ nó chả có khả năng dẹp quyệt. Còn Godzilla thì nó có khả năng là hút con mồi. Ý tôi là nó có khả năng bắn ra laser y gan như cái con Dark Magic Shark ở trong cái game này. Hôm trước tôi có làm cái con Dark Magic Shark thì con đấy xê phải nồi. Oh no. Ok mơ. À, tôi sẽ cho các ông thấy cảm giác là nó lượn như thế nào á. Boost của nó hồi rất là nhanh ở trên bầu trời. Đó, nó lượn. Mà khi nó lượng thì máu của nó thường là ô nó có khả năng bắn bom. Nó có khả năng bắn bom như bên Evolution. Oh shit. Nó bay phê mấy rồi. Oh, một cái gì đấy? Yeah, hồn. Give me that cat. Yeah. Một cái hồn nó ở đâu? Cái hồn ở đâu đấy? Tại đây không? Không có hồn. Không có hồn. Vậy hồn men. Có hồn bên dưới này. Fuck. Kim cương. Give me kim cương.
ưa xưa. Easy. Đau, đau phải. Đau. Đau vãi. Đau vãi. Đau vãi. Khốn nạn vãi. Quay, đừng làm ơn. Làm ơn đừng. Làm ơn đừng giết, đừng giết tao. À fuck, Megalodon này. Megalodon này. Tao cần phải đi nhập hòm. Oh shit. Nãy giờ không có cái hỗ trợ chống sứa là tôi chết từ đời nào rồi, fuck. Yêu. Chết đi con rồi. Yes. Tôi đang chơi game bất chấp đại dịch virus. Ok, 3.000 vàng. Ow. Lần này tôi ăn lại con Atomic. Oh shit. No. Ăn hết. What the freak? Tại sao không ăn được? Freak. Alu. Atomic không có. Atomic chưa spawn. Fuck. What the freak? Ngon. Oh shit. Ow. Đau vãi. Oh no. What the freak? Oh là. Ai đâu. Làm ơn. Trước khi có cái con Damage Shark thì con này là con mạnh nhất game mà. Không có thể loại nào mạnh hơn con này. Oh fuck, là sao? Đau vãi. Nhộm, rộng, ow. Ghét bọn chiếc điện vãi. Cuốn nạn vãi. Đau vãi. Ôi, ăn sứa ít vậy. Oh shit, ăn sứa no ít vãi rồi. Tôi cần thêm thời gian để sống sót. Oh no. Sắp mega rồi. Sắp mega rush rồi mọi người. Đòi lên con. Đòi lên. Từ đấy thôi. Để tôi phang hết cái này. Đó. Chết màu rồi. Không được, tao phải kéo video lên 10 phút. No. Yes. Ok. Xin kéo wifi. Mật khẩu làm wifi tên là Ngọc Phục. Không, mật khẩu là 098766. Ba chín bảy chín thêm số 9. Oh shit. Tại tôi cho tôi nè. 39799. Ờ 39799. Ờ shit. Ở là trời, chơi lên 8 phút khó sống rồi. Oh no, tôi sắp chết rồi, Chết mẹ ơi. Chắc buổi tối này đi chứ. Ok. Mẹ tôi cho tôi này. Mẹ tôi đổi điện thoại. Ông có chơi Free Fire. Rồi. Chấm hỏi luôn Free Fire. Free Fire là game mobile đứng top thế giới luôn á. Shit. Nhưng mà tao thấy nó như mùng.
Người ta nói nó là cái dạng nhái PUBG với Battle Survival. Ừ. Nhái Fortnite nữa. Nhái là nhiều game ok. Nói chung là nhưng mà nó cái dạng nó hoạt động trên hệ điều hành Android với iOS. Oh shit tôi. Ma. Ok, sắp kéo lên rồi, clip kéo lên 10 phút rồi. Mà tôi vẫn chưa chết. Yes. Sống dài men. Sống dài. Sống dài men. Ông cầm này ông chơi. Có con tròn đóng. Có gì giúp con trò. Oh shit. Không biết là tôi là fan của Blam với Zombie. Không. No. Shit. Những chuỗi ngày làm clip tự kỷ đến kết thúc. Không nói gì thôi. Ôi là trời, nhà nước tuần sau cho thêm, cho học sinh nghỉ thêm tuần nữa rồi đâu xong. Ở con này xíu à, nó bắn ra bom rồi, xử lý. Ú. Đù. Con chết mẹ. Ú. Chơi vậy. Oh shit Gunny. Ôi trời Gunny không hiểu sao nó cái nó marketing nhiều quá. Trên YouTube lẫn Facebook luôn. Đi đâu hay quảng cáo anh đi. Liên Quân nè. Ôi là trời, Liên Quân bây giờ còn có 500 mấy mê. Yes. Chết con này mà cái gì sao. Yeah. Clip lên 12 phút rồi yeah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh má ơi. Thật là đáng kinh tởm. Mới hợp lý và lờ. Nãy giờ tôi sống dai mấy nồi. Sống dai như đĩa. Hợp lý. Ok, đừng mơ. Chết dịch rồi, chết không dịch rồi. Má con rớt liên tục luôn. Không chết được. Trời. Phải cứ ăn có con cá mập này lên con rớt luôn. Đẹp. Ow. Ow. Chết mẹ rồi, chết con mẹ rồi. Bắn bom đi. Đúng rồi. Ôi trời. Dương 404. Không biết Dương 404. Không biết. Không. Ông lên search kênh cho nó. Ông nội mới làm. Ông mới nổi có clip của ông nổi được tháng là. Rồi xong tôi chết. Điệt mẹ. Phật. Wow, 40.000 vàng trong một lần chơi.